hót trâu bé dây chim rừng ngờ. Ta hót đêm mơ thâu chim mơ bánh díu dít bên lầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian đi. Lên trên bàn lắm quả nhiều hoa, chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều. Chiếc thổ mấy nằm chiếu lưng đeo, ý à ơi à. Thank you.
phán linh quan ông về truyền văn các quan đi tả văn đi võ lương bàn đao đạt lệnh truyền quân bộ đôi thiên minh vạn mãi hằng hà kéo ra lệnh truyền có sớ dâng lên sớ điệp dâng lên thiên ngân là văn sớ dâng lên ông về thấu đôi chép biên rõ ràng thì cho mà bình an họ bạc bình an họ đinh phú quý khang đinh thọ trường phê cho hai họ trường sinh chứng phụ chứng đàn đàn đông về chứng phụ chứng đàn chứng cho họ đinh an khang thọ trường chứng cho họ bạc bình an mở mang nam đức ông đệ tam
người dòng dõi ghi kìm chỉ dài qua ngoài đường thần tiên vương cô đệ nhất đất mà người là đất ghi chậm mọi dài tên gọi đại hoàng vương cô đôi tên gọi đại hoàng anh linh chắc ra sẽ đoàn cách ra cửa suốt tờ mờ trông sai cửa suốt ni tờ mờ chiếc thoi cô bé nghi lực là ở ngoài cửa đông ra câu quật khôn ngoan ni danh tiếng đồn nề câu bé quật khôn ngoan ni vua trần sai cầu chân ở ngoài cặp cặp tiền ra tam vị chúa mường con dâng văn tam vị chúa mường tây thiên chúa đệ nhất hùng nghi vương nghi trị vì cổ triều đinh linh trần chùa về làng
sai sai cặp cặp như thiên này khăn nhiều áo thắm dịu dàng một cô dài cô nàng cả rừng bông rừng hoa cô ai đốt thuốc cô ba ưa nhìn con ai tu thiết lên
nay Chúa ngồi đó mà lòng đau xót, người trần phạm con bao kẻ hữu mê này có người con gái thôn quê. Đai xanh hai cái xào nón chia
anh lên trang giai con thỉnh chúa bà để ta giai hồi cung công chúa thác bờ dân văn văn công chúa thác bờ hòa bình đi sơn thủy hữu ở tình nhà xanh giai hồi cung năm miếu rõ ràng năm phương năm miếu rõ ràng ngũ phương nơi bàn thành các cô tiên nàng về sân
sao dài. Thank you.
trên văn các quan nên tả văn văn như võ lương bàn đao đàn lệnh truyền quân bộ đối hà thiên binh và mãi hàng hà kéo ra lệnh truyền co sơ dâng lên sớ điệp dâng lên kim ngân nghi vàng sớ dâng lên trình quan đệ nhất chép tiền rõ ràng thì cho định bình hà đôi chữ bình an đông phê họ định bình an họ bạc phú quý an khang thọ trường thì cho sức mạnh đôi đường chứng phù chứng đàn quan lớn về chứng phù chứng đàn chứng cho ngọn đinh an khang thọ trường bốn mùa phẳng lặng ngăn ngăn qua xuân cầu lộc sang đông mê cầu tài hạ về giải trừ thai ngồi nhất phẩm ông lớn thuộc cảnh ghi lá ngọc ơi vẽ tư hoàng đệ nhật ngự tiền cung uy giai lâm liệt
chốn
sơn lâm lâm hùng cường uy vũ, linh sắc rồng cai ngự nam thiên, vùng tàu vâng vâng lệnh kiêu thiên, thanh sơn bích động mọi miền quan cai.
về trên văn các quan đi tả văn văn đi võ lương bàn đao đàn lệnh truyền quân bộ đội là thiên binh vạn mã hàng hà kéo ra lệnh truyền co sơ dâng lên vàng sứ dâng lên trình quan để ngũ chép biên rõ ràng thì cho định trường sinh trả nợ tào quan họ định con về trả nợ tào quan đi ông về thâu đôi chép biên rõ ràng chứng cho định trường sinh biên rõ ràng chứng cho bạc bình an chứng phụ chứng đàn quan lớn về chứng phụ chứng đàn chứng cho ngọn đinh an khang thọ thường bốn mùa phẳng lặng căn năm qua hóa giải đàn tràng quan lớn về hóa giải đàn tràng tan đàn tan mã cho ngọn đinh con độ cho thank you.
qua bên sông tranh. Mà nhớ người chàng
Châu về chung
chứng đồng sơn trang mê, chứng cho họ đinh con an giang thọ trường, chứng nhi cho họ đinh trường sinh y. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.